qua một cái trường lớp đào tạo chuyên về bộ môn nghệ thuật hội họa, nhưng mà với 30 năm khổ luyện cùng với dòng tranh ngựa kính thì cuối cùng em xin chúc mừng anh, đó là giải thưởng kỷ lục thế giới như một cái món quà vô giá dành cho sự đóng góp công sức và tập luyện có thể nói là vô cùng sáng tạo của người họa sĩ này. Mà em nhớ cái kỷ lục mà anh lập là con số 6 phút 24 giây, đúng không ạ? 12 bức tranh được hoàn thành, thưa quý vị, và đây là một cái tốc độ có thể nói là hiếm có luôn ạ. Anh Tiến ơi, cho em hỏi là để có được cái tốc độ vẽ tranh xuất thần như vậy á thì anh đã tập luyện như thế nào ạ? Tôi không ngờ cái ngày mà 36 là cái ngày mà mình đạt được cái danh lục kỷ lục thế giới. Và nhìn ngược lại thời gian thì thấy đây là một quá trình rất dài mà hết sức khó khăn và gian khổ. Hầu như tất cả những điều gì trong tôi vẫn còn thổn thức lại và tôi còn nhớ lại để kể cho quý vị và quý bạn. Và khi tôi phát hiện được trong kính hiển tinh sau góc giường mình thì qua một cơn mưa thì đã nhìn thấy những kính lung linh lấp lánh đó, thì mình nhặt những kính lên lau chùi sạch sẽ. Sau đó nhìn vô cái tấm kính thì thấy không gian nằm trên đó có những hàng dừa, hàng cây và cả khuôn mặt của mình. Sau đó mình quyết định nhìn những kính này, mình lấy bùn trát lên, mình thấy nó mịn màng và mình có thấy rằng có nhiều hình ảnh và làm rõ. Và trong ý định mình nghĩ rằng nếu mình vẽ bằng sơn và ngược với kính này thì mình nói đã lung linh và bóng bẩy dưới ánh sáng mặt trời, tranh sẽ vui và đẹp, và có lẽ vẽ sau kính thì có lẽ là sẽ bền và không phai theo thời gian. Trong ý định đó thì một điều tôi nói vậy thì không phải đơn giản. Khi mà đem cái kính về nhà thì trong đêm tối để mình lặng lẽ mình ngắm nhìn thì thấy là lấy cây cọ mình vẽ thì cây cọ nó trơn nhẵn không vẽ được. Và sau đó mình lấy cái ngón tay mình trắng màu thì thấy mịn màng, và tôi quyết định rằng tôi cầm bàn tay lên trong đêm và tôi thấy rằng trong tôi có cái 5 ngón tay và 5 ngón tay nữa là 10, và có 2 cái bảng màu hai bên. Như vậy tôi nghĩ rằng làm sao biến 5 cái ngón tay này thành 5 cây cọ, mỗi bên là 5 cây cọ, và tôi nghĩ rằng mỗi cái cọ này sẽ thực hiện ý đồ là vẽ vừa cái kính này. Trước mắt là phải thử thách chính mình bằng cách luyện tập các đầu ngón tay, có nghĩa là trong cái tư duy não bộ mình chia ra và điều khiển cái từ cái tâm thức mình chuyển hóa ngược xuống cái 10 đầu ngón tay ra miếng kính, có nghĩa là tay trái tay phải đều phải thực hiện theo cái lệnh của não bộ và tư duy của tâm thức. Thì bây giờ bắt đầu tôi luyện tập đến nỗi cái tay mình nó chạy như cái máy tốc độ nhanh. Thật sự là gần như là một cái phản xạ tự nhiên của phải làm, và tất cả ngón tay mình nó chạy bắt đầu cứ như vậy. Và luyện trong bao lâu ạ? Luyện lúc đầu thì luyện khoảng 10 năm khổ luyện. 10 năm. Về thì chỉ còn cái đời thường thôi, thì bắt đầu bước vào nghề vẽ là cái nghề mình đam mê nhất.